Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 234 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy để lại một like, một share, và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, sâu bên trong thời không vẫn còn từng cỗ ba động mơ hồ đang truyền tới, đại biểu cho trận chiến giữa chư đế thượng cổ và các thần vương vẫn còn đang tiếp tục. Một lúc lâu sau, cỗ ba động kia dần dần đã bình ổn trở lại. Trung Nhạc đứng dậy tới khởi thiên dực cổ thuyền, sắc mặt bình thản nói: "Táng Linh, chúng ta vẫn nên trở về đi thôi." Sắc mặt của hắn trầm như nước, không có một tia tâm tình ba động nào, tựa hồ không chút quan tâm tới kết quả của trận chiến trong khu luân hồi thứ 7. Táng Linh Tần Vương leo lên thiên dực cổ thuyền, Trung Nhạc thì đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung khẽ lắc đầu lên tiếng nói: "Trận chiến này khiến cho ta cảm giác lại nhiệt huyết sôi trào, đã lâu khó mà tìm được. Trước đây ta một lòng tầm đạo, cầu đạo, đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi. Lần này sau khi kinh lịch trận chiến này, ta lại cảm giác được nhiệt huyết đang kích động. Ta muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm loại nhiệt huyết dâng trào này. Hơn nữa ta còn muốn mượn lục đạo thiên luân của Tư Mệnh tiến vào khu luân hồi thứ 7. Ta muốn tái hiện lại thần thông đạo giái của chư đế thượng cổ." Trung Nhạc nghe vậy gật đầu một cái, thiên dực của thuyền tiếp tục phá không bay đi. Bên trong vũ trụ cổ lão, Khởi Nguyên Thần Vương chật vật xông ra khỏi khu luân hồi thứ 7, khắp nơi trên người đều là vết thương. Hắn điên cuồng bay thẳng về phía trước, thân thể của hắn đột nhiên lắc lư, thân hình không thể khống chế được, ầm một tiếng đập vào trong một quả tinh cầu. Khởi Nguyên Thần Vương dãy dụa đứng lên, đột nhiên rồi lại ngã xuống đất. Dưới nách của hắn còn kẹp theo Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng cùng với hắn đồng thời cũng ngã xuống đất. Sinh linh hậu thiên vậy mà có thể cường đại tới mức này sao? Khởi Nguyên Thần Vương dãy dụa đứng dậy, liều mạng chấn áp thương thế. Đột nhiên thương thế một lần nữa bạo phát, lại phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho sắc mặt của hắn cũng không khỏi khẽ biến. Vừa rồi trong lúc song phương liều mạng một kích cuối cùng, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức bắt lấy Nguyên Nha và Phượng Thiên Nguyên Quân bỏ chạy. Không ngờ vẫn còn bị trọng thương. Một cây cổ thụ từ xa bay tới, cuốn ba người bọn họ lên. Khởi Nguyên Thần Vương thở dài một tiếng, nhất thời cũng yên lòng lại. Mà ở bên kia, Hắc Đế và Bạch Đế một trước một sau phi độn chạy đi. Từng tôn thần vương thái cổ hốt hoảng nhau nhau chạy ra khỏi khu luân hồi thứ 7. Bạch Đế há miệng thổ huyết, hắn đột nhiên lên tiếng: "Không được tản ra, cẩn thận Thiên và Đại Tư Mệnh." Trong lòng của mấy tôn thần vương thái cổ còn lại nhất thời nghiêm nghị, vội vàng dừng bước chân lại. Đám thần vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt thảm đạm, chỉ thấy kẻ nào kẻ nấy đều đã bị trọng thương. Tiên Thiên Ma Đế phun ra một ngụm máu đen, lẩm bẩm nói: "Đám sinh linh hậu thiên này..." Bên trong khu luân hồi thứ 7, dư ba chiến đấu đã bình ổn trở lại. Tiêu Dao Đế ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thì vô thần, ngẩn người nhìn về phía hư không. Hắn thấp giọng nói: "Đạo pháp thần thông của ta có thể được kế thừa xuống hay không đấy? Ba đứa đệ tử kia của ta thật ra cũng không tính là quá ngu xuẩn." Hắn kịch liệt ho khan, sắc mặt ửng đỏ: "Ta truyền thụ cho bọn chúng mặc dù chỉ là công phu gia lông, nhưng nếu tiến hành nghiên cứu thâm nhập vẫn sẽ có thể đạt được hết thảy chân truyền của ta. Ta không muốn trí tuệ của ta bị thất truyền." Bốn phía xung quanh hắn, từng vị đại đế nằm ngồi ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Vẫn còn mấy vị còn có khí tức đang lúc dễ dụa đứng lên, có kẻ thì nỗ lực ngồi xếp bằng xuống, mong muốn bảo trì tôn nghiêm trước khi chết. Bí cảnh nguyên thần vỡ nát của bọn họ đã tạo thành từng mảnh thời không tàn phá của khu luân hồi thứ 7. Tinh tú trải rộng khắp nơi, nhưng đại đa số đều đã rách nát tả tơi, lặng lẽ lặng lặng phiêu phủ ở nơi đấy vô thanh vô tức. Trí Tuệ Nữ Đế ngồi bệt bên cạnh Tiêu Dao Đế, sắc mặt bình thản, khuôn mặt tuy nhuốm máu, tuy trải đầy nếp nhăn, thế nhưng lại có vẻ đẹp khác. Bàn tay hai người cầm chặt cùng một chỗ. "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, đạo pháp thần thông vẫn luôn đang tiến lên, không phải hay sao? Cho dù đồ đệ của ngươi không nhận được toàn bộ y bát của ngươi, thì nhưng tương lai sẽ có tồn tại thông minh giống như ngươi và ta sinh ra vậy, sẽ thôi diễn trí tuệ chi đạo tới độ cao như ta và ngươi, thậm chí còn siêu việt hơn chúng ta nữa kìa."
đầu của trí tuệ nữ đế dựa vào bả vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Trước giờ ngươi vẫn luôn rất giàu hoạt, rất quan tâm tới tính mạng của chính mình. Năm xưa nếu không phải ngươi quá cố chấp, quá quật cường, có lẽ chúng ta đã sớm sắp tay nhau đi cùng một chỗ rồi. Có lẽ cũng sẽ không lãng phí thời gian 10 vạn năm như vậy." "Là ngươi quá quật cường, là không muốn đi cùng với ta kìa." Tiêu Dao Đế lộ ra nụ cười. Trí tuệ nữ đế cả giận lên tiếng: "Rõ ràng là ngươi mà." "Được rồi, là ta, là ta." Hai người bọn họ dựa chung một chỗ, lặng yên không nói lời nào. Một vị đại đế lão niên ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm nghị nói: "Hay vị, ta đi trước một bước đây." Vừa mới dứt lời, hắn liền đột ngột qua đời. "Ta cũng không chịu nổi nữa rồi, thật xin lỗi các ngươi." Nhạn Nương Nương miễn cưỡng cười một tiếng: "Cũng may bọn họ vẫn chưa đi xa." Khí tức của từng vị đại đế lần lượt tiêu tán. Trí tuệ nữ đế lặng lẽ nhìn bọn họ, thân thể đột nhiên khẽ run lên một cái. Tiêu Dao Đế bên cạnh nàng đã không còn khí tức. "Ta..." Nàng ngơ ngẩn ngồi ở đấy, vẫn để cho Tiêu Dao Đế tựa lên trên người chính mình. Một lúc sau, vị nữ đế này chợt mở miệng ngâm sướng, hát một ca khúc cổ lão. Đó là một bài ca cổ giao của thời đại địa kỷ, nói về một tiểu cô nương chăn dê vốn dĩ không buồn không lo, sau khi gặp được nam tử trong lòng ngưỡng mộ đã trở nên đa sầu đa cảm, trái tim khi thì vui mừng, khi thì ưu sầu, lo lắng không biết tình lang trong lòng có yêu thích chính mình hay không. Nàng hát một hồi, thanh âm dần dần trở nên nức nở. Lại một lúc lâu sau, một tiếng gào khóc tê tâm liệt phế xé rách chiến trường tĩnh lặng. "Anh linh địa kỷ!" Trong cơ thể của nàng chợt bùng phát ra vô số văn lộ đồ đằng vỡ nát, phong ấn toàn thể chiến trường, phong ấn thi thể của các chư đế đượng cổ ở trong khu luân hồi thứ 7. Thi thể của từng vị đại đế dần dần biến mất, mai táng cùng với bọn họ là một cái thời đại đã từng huy hoàng cả một giai đoạn tuế nguyệt. Đám thần vương thái cổ bọn hắc đế, bạch đế thì tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Gần 200 tôn thần vương đi săn, chư đế thượng cổ không ngờ vậy mà hao tổn thảm trọng, chỉ còn lại một đám thần vương thái cổ bọn họ là còn sống sót được. Trên người bọn họ ai nấy cũng đều bị thương. Gần 800 vị đại đế thượng cổ, đám Tiêu Dao Đế liều mình thi triển ra thần thông đạo giải, đánh bọn họ trọng thương. Toàn bộ đám thần vương viễn cổ, thần vương thượng cổ cùng với một số thần vương thái cổ đã tan xương nát thịt, táng thân trong khu luân hồi thứ 7. Chỉ còn lại đám người bọn họ và ba người bọn khởi nguyên thần vương là còn sống sót. "Thần thông luân hồi đại nhất thống quả thật lợi hại, Phục Môn Đạo Tôn vẫn là đã lưu lại một tay rồi." Bạch Đế than thở: "Hắn vậy mà ẩn giấu thần thông đạo giải sâu đến như vậy, hiển nhiên là muốn tính toán chúng ta một lần. Mà cái tên tiểu nhi thiên này đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cho chúng ta lưỡng bại câu thương này đâu." Thanh âm của Hắc Đế từ trong bóng tối vang lên, có chút ngừng trệ nói: "Loại thần thông này là thuộc về thần thông tương lai, tùy tiện sử dụng sẽ bị hao tổn tính mạng. Cái đám chư đế tượng cổ kia không kẻ nào có thể sống sót được, tất nhiên sẽ là hồn phi phách tán rồi. Sử dụng thần thông của tương lai, cái giá phải trả chính là to lớn không thể thừa nhận. Đạo giải đã theo cái chết của bọn họ mà thất truyền rồi. Các vị không cần quá lo, duy nhất cần lo lắng chính là lúc nào thiên sẽ tới đây đối phó với chúng ta kìa." Sắc mặt mấy tôn thần vương thái cổ còn lại khẽ động. Khu luân hồi thứ 7 có thể nhất thống lục giới, hình thành hệ thống vũ trụ đại luân hồi. Bất quá, dù sao khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa hoàn toàn được xây dựng, vì vậy đạo giải thuộc về thần thông tương lai. Sử dụng loại thần thông thuộc về thế giới vẫn chưa tồn tại này, tất nhiên cần phải trả một cái giá thật lớn. Mấy tôn thần vương thế cổ bọn họ đều ngồi xếp bằng xuống, lưng đối với lưng, xếp thành một vòng tròn, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, bầu trời đột nhiên phảng phất giống như dòng nước di chuyển. Một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, chậm rãi xuất hiện, lặng lẽ treo ở trên đỉnh đầu của họ. Tiên Thiên Thần Đế thản nhiên nói: "Chư quân, chúng ta tự hồ đã rất lâu không có chật vật như vậy rồi. Vậy mà cần phải liên thủ mới có thể đối kháng lại Thiên Tiểu Nhi, nói tới cũng thật buồn cười." "Lần trước liên thủ là để đối phó với Phục Môn Đạo Tôn, mà lần trước nữa là để đối kháng vợ chồng Bảo Hy Thị kìa." Tiên Thiên Ma Đế cũng mỉm cười lên tiếng nói: "Thiên Tiểu Nhi thì có cái tài đức gì cũng sánh ngang với bọn họ hay sao? Nếu không phải chúng ta đều đã bị thương, tùy tiện một người cũng có thể thu thập được hắn ta rồi. Hắn bất quá chỉ là một tiểu nhi đầu cơ trục lợi mà thôi." Bầu trời chậm rãi nhỏ máu, đột nhiên trên thiên không lại xuất hiện thêm một tầng trời. Tiếp theo tầng trời thứ 2 xuất hiện, sau đó là tầng trời thứ 3, thứ 4. Từng tầng lần lượt xuất hiện,
sắc mặt tám thần vương thái cổ cũng không khỏi khẽ biến. Thiên tiểu nhi đúng là có bản lĩnh mà, đáng tiếc hắn thủy chung chỉ là tế tự thần đáng thương do tạp niệm của sinh linh hậu thiên tụ tập tạo thành mà thôi, mạnh tới đâu cũng chỉ có hắn. Bạch đế mỉm cười lên tiếng châm chọc. Cũng không lâu lắm, 30 tầng trời đã xuất hiện trên không bọn họ. Sau đó thiên khung nhúc nhích, từng gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống, giết về phía gã thần vương thái cổ thân đang bị trọng thương kia. Đám thần vương thái cổ bọn hắc đế vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đấy, cũng không đứng dậy, đều tự giơ tay lên ngăn cản. 30 gã thần nhân không khuôn mặt nhao nhao hàng lâm, không ngừng đánh giết xung quanh đám thần vương thái cổ này. Đột nhiên, cái đầu một gã thần nhân rơi xuống là bị tiên thiên ma đế vặn gãy cổ. Tiếp theo, đám thần nhân còn lại nhao nhao táng thân trong thay từng tôn thần vương thái cổ. Bất quá, kỳ quái chính là đám thần nhân không có khuôn mặt kia vừa chết đi một người, trên bầu trời lập tức có dòng nước vô hình lưu động, lại có một gã thần nhân không có khuôn mặt nữa từ trên trời giáng xuống gia nhập chiến cuộc. Bất luận đám thần vương thái cổ này giết chết bao nhiêu, đám thần nhân kia sẽ lại sinh ra bấy nhiêu, tựa hồ là vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Thiên tiểu nhi quả thật có chút thủ đoán, vậy mà định dùng loại bản lãnh này để hao tổn chết chúng ta đấy. Muốn chưởng khống chúng ta sao? Chỉ là thực lực còn chưa đủ đâu. Hắc đế quát lớn một tiếng, hắc ám nhao nhao ba động, gào thét dâng lên, bao phủ 30 tầng trời, nhuộm bầu trời thành một mảnh đen như mực. Tế tự thần mặc dù cũng được xưng là tiên thiên thần, nhưng bất quá chỉ là sự phỏng đoán của sinh linh hậu thiên đối với tiên thiên thần chân chính mà thôi. Thiên, ngươi thủy chung chỉ là một tiểu nhi, không nhảy ra khỏi giới hạn tưởng tượng của sinh linh hậu thiên được. Bạch đế cười khẽ một tiếng, một đạo bạch quang phóng thẳng lên cao, liên tục xuyên thấu 30 tầng trời, xuyên qua 30 tầng trời kia. Hắc ám cuồn cuộn bao phủ, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh đen như mực, lại bị đạo bạch quang này bắn thủng, nhất thời có thần huyết nồng đậm chảy xuống. Tiếp theo đấy, mảnh hắc ám kia vậy mà theo miệng vết thương chui vào trong nội bộ của thiên, tựa hồ là muốn đồng hóa 30 tầng trời này thành hắc ám. Trên thiên không vang lên một tiếng hư nhỏ, trong lúc bất chợt 30 tầng trời đột nhiên tản đi, hai đạo vết thương trên không trung động đậy nhanh chóng đi xa. Tiểu nhi cuối cùng cũng chỉ là tiểu nhi, mặc dù chúng ta thân bị trọng thương thế nhưng cũng không phải là hắn có khả năng chống lại được. Đám thần vương thái cổ lắc lắc đầu đều tự đứng dậy. Hắc đế trầm giọng nói: không, đoàn kết thì mạnh, chia rẽ sẽ yếu. Chư quân à, hiện tại đại tư mệnh đã phục sinh, mưu đồ của hắn không nhỏ, chúng ta hẳn là nên liên thủ lại, bằng không sẽ bị đại tư mệnh từng người kích phá. Chư quân nghĩ như thế nào? Đám thần vương thái cổ đều có chút chần chừ. Tiên thiên ma đế cười lạnh một tiếng, lên tiếng hỏi: lên thủ lại, ai sẽ là thủ lĩnh đây? Ta thân là lãnh tụ của ma đạo, cũng không muốn bị vị đạo huynh nào thống trị trên đầu đâu. Tiên thiên thần đế trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Bạch đế thì mỉm cười, lên tiếng nói: cái vị trí lãnh tụ này tự nhiên là tuyển chọn ra giữa ta và hắc đế đạo hữu rồi. Các ngươi là tuyển chọn hắc đế hay là tuyển chọn ta đây? Tiên thiên thần đế không nổi giận, lạnh nhạt nói: bạch đế, ngươi đoạt cơ hội khí vận thành đạo thần của chúng ta, chuyện này ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi chỉ có nửa người là tính trở thành đạo thần, còn muốn nhúng chàm vị trí lãnh tụ này hay sao? Bạch đế cười ha hả, đầy mặt vinh quang nói: cho dù ta không cướp khí vận và cơ hội của các ngươi thì các ngươi cũng có thể trở thành đạo thần được hay sao? Một điểm khí vận và cơ hội này căn bản không đủ để cho các ngươi trở thành đạo thần đâu. Tụ tập lại trên người của ta cũng bất quá chỉ đủ cho nửa người của ta trở thành đạo thần. Như hắc đế đạo hữu chẳng hạn, cũng đâu có bị ta cướp đi khí vận và cơ hội đâu. Hiện tại chẳng phải vẫn chỉ là đế cảnh, thủy chung cũng không thể nhảy ra một bước cuối cùng hay sao? Hắc đế nghe hắn nói vậy, hỉ nộ không hiện sắc, bất quá toàn thân hắc quang sao động, hiển nhiên cũng có chút không vui đối với lời nói của hắn. Hắc bạch nhị đế kiềm chế lẫn nhau, là đối thủ một mất một còn, giống như thần đế và ma đế vậy. Bất luận kẻ nào nên làm lãnh tụ, kẻ còn lại cũng tuyệt sẽ không tâm phục khẩu phục. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, âm mưu nói: nếu hai vị đạo hữu hắc bạch đế đều không có tư cách trở thành lãnh tụ, vậy cứ để ta ngồi lên vị trí lãnh tụ này, sao, như thế nào hả? Là kẻ nào? Sắc mặt của đám thần vương thái cổ đại biến, nhao nhao gầm lên. Đạo thanh âm này cách bọn họ quá gần, vậy mà bọn họ lại không phát giác được, khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ hãi. Là ta. Một đạo thân ảnh thản nhiên đi tới, khuôn mặt bao phủ trong từng tầng quang mang. Hắn mỉm cười nói:
Nhớ năm xưa, ta từng là lãnh tụ của các ngươi. Hiện tại ta một lần nữa quay trở lại vị trí lãnh tụ này, ý các ngươi như thế nào? Quang mang bao phủ, khuôn mặt của hắn từ từ tàn đi, lộ ra chân diện mục. Sắc mặt hắc bạch nhị đế khẽ biến. Đám thần vương bọn tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, bàn hồ, đề đĩnh nhìn thấy dung mạo của hắn lại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nhao nhao không người, mỉm cười nói: có thể được đạo huynh ngồi lên vị trí lãnh tụ này, chúng ta tự nhiên vô cùng vinh hạnh. Cơ nhục trên mặt hắc đế và bạch đế vặn vẹo nhảy lên. Một lúc sau, hắc đế khom người cung kính nói: sư tôn làm lãnh tổ, đệ tử tự nhiên tâm phục khẩu phục. Bạch đế cũng khom người xuống, mỉm cười nói: đạo huynh trước chúng ta một bước trở thành đạo thần, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng đạo huynh vi tôn. Không biết đạo huynh dự định làm cách nào bình định thế cục thiên hạ hiện tại đây? Diện mạo của vị tồn tại kia lại bị quang mang che lấp lại, thản nhiên nói: tự nhiên là mở ra khu luân hồi thứ 7 rồi. Đám thần vương thái cổ nghe hắn nói vậy không khỏi đại biến sắc. Về điểm này ta và Phục Vân đạo tôn cũng có quan niệm tương đồng. Khu luân hồi thứ 7 nhất định là phải mở ra kìa. Nhất là khi nhìn thấy đám người các ngươi bị thần thông đại nhất thống đánh bị thương thành ra như vậy, đã càng thêm kiên định cái nhìn của ta rồi. Vị tồn tại kia mỉm cười tiếp tục nói: các người không cần lo, từ cổ chí kim những sinh linh hậu thiên kinh tài tuyệt diễm nhiều đếm không xuể, đi tiên phong vô số lĩnh vực. Bọn họ sáng tạo ra ngũ đạo luân hồi, rồi sáng tạo ra lục đạo luân hồi, sáng tạo ra 3000 lục đạo giới, sáng tạo ra hư không giới. Thế nhưng hết thảy chỉ đều may áo cưới cho chúng ta mà thôi. Còn cá nuôi càng mập mạp, mùi vị lại càng ngon. Mở ra khu luân hồi thứ 7 cũng là chỉ may áo cưới cho chúng ta mà thôi. Sắc mặt của Bạch Đế khẽ biến, lên tiếng nói: nếu sinh linh hậu thiên nắm giữ thần thông đại nhất thống, vậy sẽ có thực lực diệt tuyệt chúng ta. 800 đại đế thượng cổ hợp lực thi triển ra loại thần thông đạo dài này, đã cơ hồ một lưới bắt hết tất cả chúng ta rồi. Lại để cho sinh linh hậu thiên mở ra khu luân hồi thứ 7, sợ rằng chúng ta sẽ triệt để mất đi quyền trưởng khống đối với cái vũ trụ này, trở thành đối tượng bị bọn họ tàn sát mất thôi. Hắc đế cũng gật đầu, lên tiếng nói: thần thông đạo dài là thần thông của tương lai, uy lực quá mạnh. Nhân số chúng ta vốn dĩ đã ít ỏi, nếu sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7, sinh linh hậu thiên nắm giữ loại lực lượng này, chỉ sợ cho dù là đạo giới cũng không yên bình đâu. Càng huống chi còn có thiên nước kìa, cũng đang nhìn chằm chằm vào khu luân hồi thứ 7, chuẩn bị mượn khu luân hồi thứ 7 tiến vào đạo giới, nhất thống lục giới kìa. Vị tồn tại kia mỉm cười, lên tiếng nói: vậy nếu chúng ta cùng nắm giữ lực lượng thần thông đại nhất thống thì sao đấy? Đám thần vương thái cổ nhất thời ngẩn ra. Nếu chúng ta cùng nắm giữ các loại lực lượng này, sinh linh hậu thiên sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Vị tồn tại kia bình thản nói: vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay người, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm con cá do chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Thế nhưng cái gì? Ta là lãnh tụ hay các ngươi là lãnh tụ đây? Vị tồn tại kia lạnh lùng nói: thật không ngờ, lại dám nghi ngờ lời của ta hay sao? Những năm qua các ngươi nhất định là đã nhảy nhót tới quen rồi, đã quên mất chính mình hẳn là nên ngồi ở vị trí nào rồi. Đám thần vương thái cổ nhất thời trầm mặc, không nói thêm được gì nữa. Muốn mở ra khu luân hồi thứ 7 cần một tồn tại không thua kém Phục Vân đạo tôn, ta chính là đang bồi dưỡng tồn tại bậc này. Ngữ khí của vị tồn tại kia trở nên nóng bỏng nói: Phục Vân đạo tôn, ta cần địch nhân cấp bậc như Phục Vân đạo tôn, cần có đối thủ bậc này, còn có thiên, còn có đại tư mệnh nữa kìa. Ta cũng kỳ vọng bọn họ có thể càng cường đại hơn. Bọn họ hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu hương vị cả, bất quá bọn họ đang phát triển rất khả quan, rất nhanh sẽ có hương vị rồi. Lúc này trong thánh điện diễn hành thần vương, mặc dù cũng là thần vương thái cổ nhưng đã bị hắc đế chấn áp hơn 10 vạn năm, kết quả vẫn đã tăng thân dưới sự liên thủ của chư đế, bị đánh cho tan xương nát thịt. Lúc này đại đạo của thánh địa diễn hành chậm rãi lưu chuyển, kết xuất ra tiên thiên nhục thai. Diễn hành thần vương đang chậm rãi phục sinh ở trong nhục thai. Mà lúc này không trung thánh địa diễn hành đột nhiên lưu động, xuất hiện hai đạo vết thương máu chảy đầm đìa. Sau đấy trên bầu trời chợt chảy xuống một dòng huyết lưu, rơi xuống đất biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt. Diễn hành thần vương, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Sai rồi, phải là rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi, thiên hạ. Một cây sinh mệnh cổ thụ nguy nga từ xa bay tới. Trên cổ thụ có một con nguyên nha và một con kiểu đầu thiên phượng.
Mặc dù nhục thân khởi nguyên thần vương to lớn khôn cùng, thế nhưng đứng dưới tăng cây vẫn không thể hiện ra sự vĩ ngạn của thân thể hắn. Mà bất luận là khởi nguyên thần vương hay sinh mệnh của thụ đều bị một bàn tay nâng ở trong lòng bàn tay. Bàn tay kia đột nhiên bấm nhẹ một cái, sinh cơ trong thánh địa diễn hành nhất thời dâng trào bằng bạc. Nhục thai diễn hành thần vương nhanh chóng trưởng thành. Cũng không lâu lắm, diễn hành thần vương đã một lần nữa sinh ra từ trong nhục thai nhảy ra bên ngoài. Diễn hành thần vương không người nói: Đại tư mệnh. Đại tư mệnh sao? Thiên cũng nhẹ giọng nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta ở nơi này hay sao đấy? Mặc dù ngươi đã phục sinh, mặc dù trước đây ngươi cực kỳ cường đại, thế nhưng ngươi vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây đâu. Ngươi không lưu được ta đâu. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất như kẻ bị vây khốn không phải là chính mình mà là một người khác vậy. Một tôn thần nhân vĩ ngạn từ xa đi tới. Diễn hành thần vương, nguyên nha thần vương và phượng thiên nghiên quân đều đứng trên cây trong lòng bàn tay của hắn. Khởi nguyên thần vương thì đứng dưới tán cây. Nhục thân hắn quá vĩ ngạn, quá hoàn mỹ, cho dù là thiên cũng không nhận được kinh ngạc tán thán. Đây là sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp qua. Thú vị. Đại tư mệnh tinh tế quan sát thiên, chậm rãi gật đầu. Rất thú vị. Đại toại sáng tạo ra cái khái niệm thiên này, sinh linh hậu thế hình dung thiên là tồn tại không thể lường được, không thể biết được, không có tỉ vết, công chính vô tư, vô tình, vô nghĩa, sẽ không bị bất luận lực lượng gì ảnh hưởng tới kìa. Hiển nhiên bọn họ đã sai lầm. Dù sao, ý niệm của sinh linh hậu thiên cũng quá tạp, quá loạn. Người vốn dĩ hẳn phải trở thành tồn tại không có khả năng có tư tâm nhất kìa. Thế nhưng tạp niệm của chúng sinh lại đắp nặn ra ngươi thành cái tồn tại có tư tâm nặng nhất này. Thật là... Hắn mỉm cười, tiếp tục nói: Thật là hoang đường. Khởi nguyên thần vương cũng mỉm cười lên tiếng: Đây chính là chỗ sâu xa của sinh linh hậu thiên. Đám vật nhỏ hèn mọn này luôn có các loại các dạng dục vọng. Thời điểm chính mình không thể hoàn thành thì liền cầu khẩn lên thiên, hy vọng có thể không làm mà hưởng. Thời điểm bọn họ tế bái thần ma cũng là như vậy cả. Bọn họ hiến cho thần ma một con bò, lại hy vọng thần ma ban cho họ một núi vàng núi bạc. Bọn họ hiến cho thần ma một nén nhang, rồi lại hy vọng thần ma khiến cho bọn họ không tai không bệnh. Bọn họ hiến cho thần ma quá ít, thế nhưng lại đòi hỏi quá nhiều. Tóm lại chính là sinh linh thấp kém mà. Đại tư mệnh lắc đầu nói: Không thể nói như vậy được. Trong sinh linh hậu thiên cũng có những tồn tại nhìn xa trông rộng, ví dụ như đại toái, ví dụ như phục minh đạo tôn, đều là những tồn tại đáng khâm phục cả. Thiên, ngươi thần phục ta đi. Hiện tại ngươi hẳn là biết lực lượng của ta rồi chứ. Khởi nguyên thần vương mỉm cười nói: Ngươi đã tìm kiếm được địa phương sinh ra của đám thần vương kia rồi. Bất quá còn cần phải mấy trăm năm nữa bọn họ mới có thể phục sinh được. Mà đại tư mệnh lại có khả năng khiến cho bọn họ sinh ra, cũng có thể khiến cho bọn họ chết đi. Đại tư mệnh có thể khiến cho ngươi trưởng khống bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ nhanh chóng phục sinh, trở thành trợ lực của ngươi kìa, giúp ngươi tranh đấu với đám thần vương thái cổ. Thậm chí có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của ngươi. Thân là tiên thiên thần do sinh linh hậu thiên hèn mọn đế tự mà sinh ra, ngươi hẳn là biết được tiến thối thế nào. Diễn hành thần vương cũng cười lạnh một tiếng nói: Ta bị đám chư đế thượng cổ kia giết chết, thật là chính là cố ý chịu chết mà, cố ý mất mạng thôi, chính là vì để dụ dỗ ngươi xuất hiện. Ngươi quả nhiên là đã xuất hiện rồi. Lần này ngươi đã không còn đường để chạy thoát nữa rồi, mau chóng quy hàng sẽ còn có sinh lộ. Trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của thiên đột nhiên lộ ra một cái miệng thật lớn, gần như chiếm đầy khuôn mặt, mỉm cười: Đại tư mệnh, tương lai lục đạo nhất thống, hình thành lục giới đại luân hồi, ngươi có thể làm đại thần trưởng khống sinh mệnh dưới trứng của ta được. Thân hình của hắn đột nhiên bay lên, tương dung với bầu trời, rất nhanh đã ẩn nấp, biến mất không thấy đâu nữa. Sao, chạy được sao? Khởi nguyên thần vương bay lên không trung, bàn tay ấn mạnh lên trên thiên không, nhất thời tiếng chống vạn pháp không tồn tại, vạn đạo không sinh vang lên. Chư thiên vô đạo. Bàn tay của hắn ấn lên trên thiên không, không trung thánh địa diễn hành nhất thời chấn động kịch liệt. 30 bức thiên đạo đồ đột nhiên hiện ra trên thiên không, va chạm thẳng với chư thiên vô đạo. Khởi nguyên thần vương không chiếm được thượng phong, không khỏi nhíu mày một cái. Diễn hành thần vương giống giận một tiếng, hai đạo kim quang từ trong cặp mắt bắn thẳng ra, cắt qua thiên khung. Cùng lúc đấy, nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân đều tự rời khỏi tổ chim trên sinh mệnh cổ thụ, vỗ cánh bay lên, giết về phía thiên không. Thần vương thái cổ hèn mọn, căn bản không biết lực lượng của đạo thần là đáng sợ tới mức nào.
không trung đột nhiên trở nên vô cùng âm u, âm ầm nghiền ép xuống, đè thẳng lên chân người của Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, ép cho hai tôn thần vương thái cổ này không thể bay lên được. Tiếp theo, lôi kiếp nhất thời bộc phát, vô số lôi đình hội tụ lại một chỗ, oanh kích về phía hai tôn thần vương. Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân bị lôi đình đánh cho cháy đen, từ trên không trung rơi xuống. Diễn Hành Thần Vương thét lên một tiếng, tớ khởi thiên trụ đâm về phía thiên khung đang đè xuống kia. Đột nhiên, trong thiên khung kia cũng tự đâm ra một cây thiên trụ. Hai cây thiên trụ va chạm với nhau, Diễn Hành Thần Vương giơ lên một tiếng, thất tha thất thểu bại trận mà rơi xuống. Bốn tôn thần vương thái cổ vậy mà không thể lưu thiên lại. Đạo thần sao? Ánh mắt của Đại Tư Mệnh lộ ra dị sắc, ném sinh mệnh cổ thụ lên, nhẹ giọng nói: Người không là tiên thiên thần chân chính, sao có thể trở thành đạo thần được? Sao có thể lột đi cấu thân trói buộc ngươi lại được? Thiên, cấu thân của ngươi quá nặng nề, tạp niệm của chúng sinh quá nhiều, khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lột bỏ được. Vô số cành lá của sinh mệnh cổ thụ tung bay, từng mảnh lá cây ấn lên trên thiên không. Thiên khung kia bị đám cành lá của sinh mệnh cổ thụ dán lên trên, lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thiên khung cố sức dịch chuyển, thế nhưng thủy chung cũng bị sinh mệnh cổ thụ quấn lấy, không thể nào di chuyển được. Mà sợi rễ của sinh mệnh cổ thụ cũng tung bay phấp phới, từng sợi rễ cây đâm về phía thiên khung, thông qua hai đạo vết thương trên thiên khung chui vào trong nội bộ thiên khung, ý đồ muốn cắm rễ vào trong huyết nhục của thiên, triệt để bắt lấy hắn. Cái mà ngươi gọi là lực lượng của đạo thần chỉ là lực lượng tiếp cận đạo thần mà thôi. Đại Tư Mệnh cất bước tiến về phía thiên khung đang bị trói buộc càng lúc càng chặt kia, hắn lạnh nhạt nói: Cho dù là đạo thần chân chính cũng không dám nói nhất định có thể thắng được ta. Ta từ rất lâu trước đây cũng đã nắm giữ lực lượng có thể chống lại bọn họ được rồi. Khởi Nguyên Thần Vương thì ngẩng đầu nhìn lên, thở dài nói: Đây mới là phong thái, là phong phạm của Đại Tư Mệnh mà ta biết kìa. Nếu không phải do kẻ phản bội kia sinh sự, Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới đã có thể mang theo đám tiên thiên thần ma chúng ta toàn tộc phi thăng rồi mà tiến vào đạo giới được rồi. Toàn bộ tiên thiên thần ma chúng ta đều đã trở thành đạo thần được rồi. Ánh mắt của Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương né tránh, không dám nói lời nào. Năm xưa, trong số những kẻ phản bội Đại Tư Mệnh, bọn họ cũng có mặt trong số đấy. Bất quá phong thái của Đại Tư Mệnh quả thật là phi phàm. Bốn tôn thần vương thái cổ bọn họ đồng thời xuất thủ cũng không thể lưu lại thiên được, mà Đại Tư Mệnh vừa mới động thủ, thiên đã bị trói buộc. Khởi Nguyên Thần Vương ngược lại cũng thôi, dù sao hắn cũng đã chết được mấy trăm vạn năm, thời gian phục sinh ngắn ngủi, tu vi nhiều nhất cũng chỉ khôi phục tới tiêu chuẩn trước khi chết mà thôi. Nhưng đám người Nguyên Nha Thần Vương thì không phải chuyện đùa. Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân đều là tồn tại đã trải qua thời đại Phục Vân Đạo Tôn, học được lục đạo luân hồi, lại trong lúc thời đại địa kỷ bị tiêu diệt đã nhận được không biết bao nhiêu chỗ tốt, đều cho rằng chính mình đã vô hạn tiếp cận cảnh giới đạo thần. Thế nhưng không ngờ chênh lệch giữa bọn họ với Đại Tư Mệnh vẫn còn lớn đến như vậy, ít nhiều khiến cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, căn cứ theo tình hình của Đại Tư Mệnh trước đây, trong lòng đám người Nguyên Nha Thần Vương cũng có chút lo lắng, e sợ Đại Tư Mệnh sẽ tính sổ chuyện tình phản bội lúc trước. Thiên, đây chính là sự bi ai của một tế tự tiên thiên thần như ngươi vậy, vĩnh viễn cũng không thể tiến thêm được một bước nữa đâu. Đại Tư Mệnh bắt lấy sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh cổ thụ cũng kéo theo thiên khung cùng xuống. Hắn đang định thu thiên vào trong túi, thu vào trong lòng bàn tay. Thiên khung phát ra thanh âm kêu rên, trong vòng vây của sợi rễ và cành lá sinh mệnh cổ thụ, thiên khung không ngừng giãy giụa, ý đồ dứt khỏi đám sợi rễ chui vào trong cơ thể của hắn kia. Nhưng căn bản không thể nào thoát ra được. Nếu không phải ta bị Phục Môn Đạo Tôn đánh cho bị thương, cũng không tới mức bị ngươi khống chế như vậy. Ngươi căn bản không biết lực lượng thời kỳ đỉnh phong của ta đâu. Ánh mắt của Đại Tư Mệnh lộ ra dị sắc, lẳng lặng nói: Ta cũng muốn biết kiến thức một chút xem thực lực vô địch của Phục Môn Đạo Tôn ra sao. Chỉ tiếc là hắn đã qua đời rồi. Trong tấm lưới do cành lá và sợi rễ của sinh mệnh cổ thụ tạo thành, toàn thể thiên khung vậy mà chậm rãi bị kéo xuống. Trong tấm lưới truyền ra thanh âm của thiên châm chọc nói: Lực lượng của Phục Môn Đạo Tôn ngươi tuyệt đối là không muốn nhìn thấy đâu, bởi vì sau khi ngươi thấy qua rồi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đại Tư Mệnh cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, bàn tay phát lực hoàn toàn kéo thiên khung xuống. Hắn thản nhiên nói: Hiện tại ngươi có thể thần phục với ta rồi. Hắn còn chưa nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Từ thiên ngoại, một nắm đấm đột nhiên hung hăng oanh xuống, mạnh mẽ oanh kích lên trên thân cây sinh mệnh cổ thụ.
cây cổ thụ kia bị đánh cho vô số cành lá ầm ầm đùng đùng nổ vang, nhao nhao nổ tung. Toàn sợi, từng sợi rễ cây chui vào trong cơ thể của Thiên cũng bị chấn cho nhao nhao rút ra, giống như những con rắn bị đánh chết vậy, mềm nhũn rơi xuống. Đại Tư Mệnh nhất thời kinh hãi, giơ tay chém về phía nắm đấm kia. Hắn giơ tay chém một cái, bàn tay giống như một thanh thần đao do thần kim thần liệu cứng rắn nhất luyện thành, ý đồ muốn chặt đứt nắm đấm kia. Thật không ngờ, nắm đấm kia sau khi oanh lên trên sinh mệnh cổ thụ, lòng bàn tay mở ra, vậy mà cũng dùng tay làm đao, nghênh đón thủ đao của Đại Tư Mệnh. Hai thanh thủ đao va chạm với nhau, đao quang bùng phát, vô cùng sắc bén, đại khí bằng bạc. Từng đạo đao khí bắn ra bốn phương tám hướng. Đại địa thánh địa diễn hành nhất thời nứt vỡ, núi non đổ dạp bị chặt đứt làm đôi. Ở trên thiên không thánh địa diễn hành vốn dĩ còn có nhật nguyệt vận hành, trong lúc bất chợt mặt trời và mặt trăng cũng đều vỡ ra làm đôi. Tòa thánh địa này suýt chút nữa đã bị hai vị tồn tại đáng sợ mạnh mẽ chém nát, khiến cho diễn hành thần vương nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía, liên tục dùng mình mấy cái. Nếu như thánh địa diễn hành bị hủy diệt, kẻ gặp tai ương chính là bản thân hắn. Sau này nếu hắn một lần nữa chết trận, vậy sẽ không còn cơ hội để phục sinh nữa. Đại Tư Mệnh dùng tay làm đao đối kháng với thủ đao của vị tồn tại không biết kia, nếu lại hủy luôn thánh địa của hắn, đó mới là tay bay vạ gió. Mà vào lúc này, Thiên đã nhân cơ hội thoát khốn, từ dưới bay lên, nhanh chóng dung nhập vào trong bầu trời, biến mất không thấy đâu nữa. Mà bàn tay kia đối kháng với một chiêu với Đại Tư Mệnh cũng thu tay rồi lại biến mất. Khốn kiếp mà! Đám người Khởi Nguyên, Nguyên Nha không khỏi nổi giận, vội vàng giết ra thật nhanh thánh địa diễn hành, đảo mắt quan sát bốn phía, lại không phát hiện bất kỳ bóng dáng nào cả. Bất luận là Thiên hay là vị tồn tại không biết kia cũng đều vô tung vô ảnh. Bọn họ đã bỏ đi cực nhanh, thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không lưu lại. Kẻ đó rốt cuộc là ai đây? Sao lại cường đại như vậy? Có thể mạnh mẽ đón đỡ một chiêu với Đại Tư Mệnh cứu Thiên đi? Là tôn thần vương nào có được thực lực bậc này đây? Khởi Nguyên Thần Vương lẩm bẩm nói, cái này cũng không khỏi quá không thể tin nổi. Bốn tôn thần vương ngủ rũ chán nản, quay trở lại thánh địa diễn hành. Đại Tư Mệnh đang lúc cúi đầu quan sát bàn tay của chính mình, lật tới lật lui mấy cái, sắc mặt có chút cổ quái. Đại Tư Mệnh, vừa rồi vị tồn tại kia... Khởi Nguyên Thần Vương đang định nói chuyện, Đại Tư Mệnh đã giơ tay lên để bọn họ nhìn thấy bàn tay của chính mình. Chỉ thấy trên cạnh bàn tay có một vết đao thật dài. Bốn tôn thần vương thái cổ không khỏi hoảng sợ. Đó là một tôn tiên thiên thần, kỳ quái, thật kỳ quái mà. Sắc mặt của Đại Tư Mệnh cũng có chút cổ quái nói, vô cùng kỳ quái. Nguyên Nha Thần Vương cười bồi lên tiếng hỏi, là chuyện gì kỳ quái vậy? Vừa rồi ta sử dụng là thần thông do một sinh linh hậu thiên khai sáng ra, đao pháp của hắn đã nhập não, ta dùng tay làm đao, sử dụng thần thông của hắn tự nhiên là tốt nhất mà. Thần thông của hắn có thể chém đứt thiết thảy, thậm chí ngay cả thần vương cũng có thể bị chém chết được. Ta vốn dĩ cho rằng tạo nghệ chân đao hẳn là không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua được hắn ta. Sắc mặt của Đại Tư Mệnh lại càng cổ quái hơn, hắn nói, nhưng hiện tại ta đã gặp phải một người, đao pháp so với đao pháp của hắn còn tinh diệu hơn rất nhiều, cao thâm hơn rất nhiều, thậm chí có thể lưu lại một vết thương trên bàn tay của ta được. Hơn nữa, chúng ta sử dụng chính là cùng một loại thần thông, cái này lại càng kỳ quái rồi. Sử dụng cùng một loại thần thông, nhưng so với Đại Tư Mệnh lại càng thành tục hơn, càng tinh diệu hơn, thậm chí có thể gây tổn thương cho bàn tay của Đại Tư Mệnh. Trong lòng đám người Khởi Nguyên Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương tràn ngập kinh hãi. Sự cường đại của Đại Tư Mệnh có thể tưởng tượng, giam cầm thiên giống như lấy đồ trong túi, nhưng vị tồn tại thần bí này vậy mà có thể đánh tan sự trói buộc của sinh mệnh cổ thụ, thậm chí còn dùng thần thông tương đồng gây tổn thương cho Đại Tư Mệnh. Mặc dù có nguyên nhân đánh lén, thế nhưng thực lực bậc này chỉ sợ cũng đều cao hơn bốn tôn thần vương thái cổ bọn họ. Kẻ này phi thường thú vị, phi thường thú vị. Đại Tư Mệnh lâm vào trầm ngâm, thấp giọng nói, hắn không khỏi khiến cho ta hoài nghi có phải là hắn tương lai hay không đấy. Bất quá tương lai chính là không có khả năng thay đổi quá khứ. Hơn nữa, hắn cũng không có bất cứ lý do gì đi cứu Thiên cả. Nhưng nếu không phải là hắn, vậy sẽ là kẻ nào đây? Lẽ nào còn có tồn tại nào đó cũng tinh thông đao pháp như vậy hay sao? Hoặc là có tồn tại nào đó đã học lén đao pháp của hắn, tạo nghệ thậm chí còn siêu việt hơn hắn hay sao? Đám người Khởi Nguyên hai mặt nhìn nhau, không biết hắn ở đây đang nói tới là kẻ nào. Hẳn là có hai loại khả năng. Đại Tư Mệnh có chút suy tư nói, khả năng thứ nhất là hắn tương lai
Bất quá tương lai không có khả năng thay đổi quá khứ được. Loại khả năng này có xác suất rất thấp. Một khả năng khác chính là tồn tại vừa mới xuất thủ này là tới từ hỗn độn. Chỉ có sinh linh trong hỗn độn mới có thể học được thần thông càng cường đại hơn trong tương lai. Loại khả năng này có xác suất càng cao hơn. Đám người Khởi Nguyên Thần Vương minh bạch ý tứ của hắn. Sinh linh hỗn độn ngao du trong thời gian quá khứ vị lai đối với bọn họ chỉ là một con đường. Bọn họ có thể tùy ý ngao du đi tới bất cứ thời điểm nào. Có khả năng hỗn độn đã nhìn thấy thần thông sau khi hoàn thiện trong tương lai, sau đấy thi triển ra ở hiện đại. Nói một cách khác, đã có thêm một đầu hỗn độn nữa lên bờ rồi. Đại Tư Mệnh phun ra một ngụm chọc khí, xoay người liền rời khỏi. Càng lúc càng thú vị mà. Cũng trong lúc đấy, một mảnh thiên khung cực nhanh di chuyển trong vũ trụ của lão. Một lúc sau, thiên khung trong suốt rút cục cũng dở lại. Cũng trong lúc đấy, một mảnh thiên khung cực nhanh di chuyển trong vũ trụ của lão. Một lúc lâu sau, thiên khung trong suốt rút cuộc cũng dừng lại trên không một quả tinh cầu. Một dòng huyết lưu đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn lên, hắn lên tiếng nói. Xin hỏi, là vị đạo huynh nào đã xuất thủ cứu giúp vậy? Nguyên nhân xuất thủ cứu giúp lại là lý do gì? Không trung đột nhiên vặn vẹo, chỉ thấy một gã thần nhân từ từ đi xuống, khuôn mặt bị bao phủ trong tầng tầng quang mang. Cho dù là thiên nhãn của thiên cũng không thể nhìn xuyên đám quang mang kia được, chỉ có thể nhìn thấy trong quang mang cất giấu vô cùng vô tận không gian không ngừng mở rộng ra ngoài ngăn cản ánh mắt của hắn. Đạo huynh xuất thủ cứu giúp, ta vô cùng cảm kích đại huynh. Thiên khẽ khom người biểu thị cảm kích hỏi, xin hỏi đạo huynh rốt cuộc là có mục đích gì? Ta tự nhiên là có mục đích rồi. Trong tầng quang mang kia truyền ra một đạo thanh âm xa lạ. Thiên khẽ nghiêng đầu, hắn chưa từng nghe qua đạo thanh âm này, không phải là bất kỳ người nào mà hắn nhận thức. Đương nhiên, cũng có thể là tồn tại mà hắn nhận thức được, nhưng đã cố ý thay đổi khẩu âm của mình. Để hồi báo cho việc cứu mạng ngươi, ta cần ngươi đáp ứng với ta một sự tình. Gã thần nhân thần bí kia thản nhiên nói, một chuyện rất đơn giản, ta cần ngươi tại một thời khắc nào đấy, trong tương lai, liên thủ với ta, đối phó với cường địch của ta, chỉ cần một lần là được. Thiên thoáng ngẩn người, cường địch trong tương lai sao? Trên mặt của hắn hiện ra một tầng sương mù dày đặc, hẳn là đang thôi diễn tương lai, chỉ là tương lai một mảnh vần đục. Cho dù hắn có được năng lực thôi diễn cường đại hơn cả đại não thiên ý, cũng không tính ra được tương lai, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vần đục giống như sương mù vậy, cho nên trên mặt của hắn mới hiện ra một tầng sương mù dày đặc như vậy. Tương lai mà ngay cả ta không thể tính ra được, đạo huynh hẳn không phải là sinh linh của cái vũ trụ này, ngươi là tới từ bên ngoài vũ trụ sao? Thiên nhẹ giọng nói, tới từ bên ngoài vũ trụ chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi tới từ hỗn độn, ngươi là sinh linh trong hỗn độn. Hắn dựa theo suy đoán này mà tính toán, trên mặt đột nhiên hiện ra tầng tầng khí hỗn độn, đã ẩn chứng suy đoán này của hắn. Bất quá, hắn tiếp tục tính toán nữa, cũng không thể tính ra gã thần nhân này đã trải qua những gì trong hỗn độn. Phía trước là một mảnh sáng ngời, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Hỗn độn có thể đi tới quá khứ, hiện tại và tương lai. Khó trách đạo huynh lại có thể sử dụng thần thông của Trung Sơn Thị. Thiên tiếp tục nói, vừa rồi ngươi giao đấu một chiêu với Đại Tư Mệnh, thần thông sử dụng chính là thần thông chạm đạo của Phục Hy Trung Sơn Thị, mà Đại Tư Mệnh cũng sử dụng một chiêu này. Bất quá thần thông chạm đạo của ngươi lại càng thành thục hơn, càng thâm thúy hơn, cao hơn Đại Tư Mệnh kìa, cũng cao hơn cả Trung Sơn Thị hiện tại một bậc rồi. Ngươi nhất định là đã nhìn thấy Trung Sơn Thị tương lai thi triển ra một chiêu này, cho nên mới học được thần thông của hắn ta. Thiên quả nhiên là có chỗ bất phàm, chỉ nhìn vài chi tiết đã biết được toàn bộ rồi. Gã thần nhân kia tán thán nói, Thiên, người có đáp ứng điều kiện báo đáp của ta hay không? Thiên lặng yên không đáp, tiếp tục nói, vậy trong tương lai người nhất định đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, đã biết được rất nhiều kết quả. Ta có thể hỏi ngươi một chút kết cục của Trung Sơn Thị hay không? Có thể hỏi ngươi một chút về khu luân hồi thứ 7 hay không? Gã thần nhân kia trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, Trung Sơn Thị sau khi mở ra khu luân hồi thứ 7 một thời gian thì sẽ chết đi. Thời điểm mà ta cần ngươi xuất thủ cũng chính là sau khi khu luân hồi thứ 7 mở ra, Trung Sơn Thị tử vong. Trong lòng của Thiên nhất thời đại chấn, mở ra khu luân hồi thứ 7 chính là tâm nguyện của hắn, là tâm nguyện để cho hắn tiến quân cảnh giới đạo thần, thống trị lục giới, là sự tình mà hắn nằm mơ cũng muốn. Không ngờ
vị tồn tại từ trong hỗn độn đi ra này, vậy mà lại nói cho hắn biết cái tương lai mà hắn nằm mơ cũng muốn này. Quá khứ không thể đổi, tương lai không thể biết được. Tương lai mà ta nhìn thấy đã trở nên vẩn đục, tràn ngập biến số rồi. Bất kỳ một biến số nào cũng có khả năng khiến cho tương lai thay đổi. Tương lai, chúng sinh thì cũng có khả năng không chết đi. Bất quá cho tới bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện ra biến số khiến cho tương lai phát sinh thay đổi. Gã thần nhân kia hờ hững nói: Thiên, người hãy phát thệ với ta đi, đáp ứng ta. Tại thời điểm nào đấy trong tương lai, ứng theo yêu cầu của ta, liên thủ với ta cùng nhau chiến đấu với cường địch của ta. Thiên thoáng chần chừ một chút, gã thần nhân cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: Ta có thể cứu ngươi từ trong tay đại tư mệnh, hiện tại cũng có thể hủy diệt được ngươi. Ta chính là hỗn độn, chỉ cần phát thệ với ta, ngươi sẽ không thể vi phạm lời thề. Thiên không chần chừ nữa, lập tức phát thệ với hắn, ký kết khế ước hỗn độn. Thân hình của gã thần nhân kia dần dần ẩn đi. Hãy đợi tin tức của ta, đợi thời điểm đó tới, ta cần ngươi lập tức động thủ. Nếu ngươi dám vi phạm lời thề, ta sẽ nắm ngươi vào trong hỗn độn, vĩnh viễn hủy diệt ngươi. Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện một quả nhẫn đồng thật lớn, nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không thể nhìn ra được phía sau tầng quang mang kia rốt cuộc là một khuôn mặt của ai. Kỳ quái, sao vị tồn tại thần bí này lại mang tới cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta tự hồ đã từng gặp qua hắn rồi thì phải. Thiên lắc lắc đầu, nhục thân đột nhiên động đậy, tương dung với bầu trời, viễn độn bay đi. Bất luận hắn có là ai, cũng không thể thay đổi kết cục tương lai được. Đợi sau khi trung sân thị mở ra khu luân hồi thứ 7, lục giới nhất thống, ta sẽ chính là thiên chân chính, có thể trưởng khống hết thảy mọi thứ được rồi. Cũng trong lúc này, thiên dực của thuyền thong thả lái vào tổ đình. Trung Nhạc vừa mới rời thuyền, đám người Vân Quyền Thư, Thiên Ti Nương Nương và Mạc Ẩn lập tức tiến lên dự định tra hỏi kết quả trận đấu giữa chư đế thượng cổ và các thần vương. Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Vậy sư tôn của chúng ta... Thiên Ti Nương Nương run giọng hỏi. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, lắc lắc đầu nói: Ta cũng không nhìn thấy Tiêu Dao Đế chết trận. Trong lòng ba người sinh ra một tia hy vọng, Vân Quyền Thư khuyên giải an ủi Mạc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương: Sư tôn chính là trí giả tuyệt đại vô song, trí tuệ của lão nhân gia ngài, chúng ta căn bản không bằng được một phần vạn. Lão gia tử giả hoạt như vậy, khẳng định từ sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho chính mình rồi. Thời điểm chiến bại nhất định sẽ trước thời hạn chạy trốn rồi. Mạc Ẩn liên tục gật đầu, cũng khuyên giải an ủi Vân Quyền Thư và Thiên Ti Nương Nương. Hắn nói: Lão nhân gia hắn là tồn tại giả hoạt nhất mà ta đã từng gặp qua, so với chủ công còn gian xảo hơn. Hắn sớm đã biết kết cục của trận chiến này nhất định thế nào, đã bỏ chạy từ sớm rồi. Thiên Ti Nương Nương cũng gật đầu, cười khanh khách nói: Người nói không sai, hắn nhất định là sẽ bỏ trốn nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Hiện tại nói không chừng hắn đang ẩn nấp ở trong góc nào đấy, lén lén mà nhìn chúng ta thương tâm vì cái chết của hắn kia kìa. Chúng ta càng thương tâm, hắn nhất định sẽ càng vui vẻ, cười chúng ta ngu xuẩn kìa. Chúng ta hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý là được. Ba người nhất thời vui vẻ ra mặt. Thiên Ti Nương Nương tiếp tục xử lý tình báo, Mạc Ẩn vẫn như cũ đi luyện binh, mà Vân Quyền Thư thì lưu lại xử lý chính vụ. Một lúc sau, Trung Nhạc đang định đứng lên, Vân Quyền Thư đột nhiên bi thương dâng trào, lớn tiếng khóc giống: Chủ công, sư tôn vẫn là đã đi rồi. Hắn quỳ dạp trên mặt đất khóc ròng nói. Trung Nhạc thoáng ngẩn người nói: Người không phải vừa mới nói... Vân Quyền Thư khóc sống một trận, lúc này mới đứng dậy lau đi nước mắt nói: Ta bất quá chỉ là an ủi bọn họ, an ủi chính mình mà thôi. Sư tôn vẫn là chết trận rồi, ta biết rõ hắn sẽ không bỏ chạy một mình, đổi lại là ta cũng là như vậy. Trung Nhạc tinh tế quan sát hắn, chỉ thấy Vân Quyền Thư sau khi khóc sống một trận giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, tiếp tục xử lý chính vụ vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy, không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Tiểu Giao Đế, hy vọng các ngươi có thể thừa kế y bát của hắn, phát dương quang đại truyền thừa của hắn kìa. Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Vân Quyền Thư ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn nói: Đệ tử tự nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Trung Nhạc gật đầu một cái, rời khỏi chính vụ điện, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nhân tộc trong tổ đình càng ngày càng thịnh vượng, có rất nhiều thần ma nhân tộc đang lúc vượt qua tinh tế ngao du trong tinh không, từ một quả tinh cầu đi tới một quả tinh cầu khác, tìm kiếm các di tích tiến hành mà lịch luyện.
tà dương đỏ như máu, bọn họ phi hành trong ánh tà dương, lưu lại sau người từng đạo quang tích sáng ngời. Thân thể của Trung Nhạc đứng thẳng trong ánh tà dương. Một cái thời đại cũ đã kết thúc. Mặc dù vẫn còn một vài đại đế thượng cổ còn sống trên thế gian này, ví dụ như Trường Sinh Đế, như Bách Thảo Tiên Sinh, như Mẫu Hoàng Đại Đế, thế nhưng thời kỳ địa kỷ quả thật là đã kết thúc. Những đại đế thượng cổ còn sống sót đã không có tinh thần của địa kỷ. Tinh thần của địa kỷ đã biến mất theo đám người Tiêu Dao Đế chết trận. Đột nhiên có thần tướng báo lại: Thừa tướng, bên ngoài có một vị đế quân tên là Thích Trưởng Canh cầu kiến. Sao, Nhị đệ ư? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, ngay sau đó đại hỉ, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Canh Vương gia cùng một đám thiếu niên tài tuấn tụ tập đông đảo một chỗ, ước chừng 400-500 người. Một gã thiếu niên tài tuấn cực kỳ cường đại, hơn phân nửa đã mở ra bí cảnh thứ 7. Tu vi cao như Canh Vương gia cũng là cảnh giới đế quân, tu vi thấp cũng đạt tới cảnh giới thần minh. Trung Nhạc quan sát một vòng, trong lòng chấn động. Trong đám thiếu niên tài tuấn này, không ngờ lại có không ít tuấn kiệt đã từng tham gia đại hội chư đế tương lai. Đại huynh! Bảy đạo quang luân sau đầu của Canh Vương gia chấn động, bí cảnh thần túc chiếu rọi tinh tú chư thiên, không người hành lễ. Hắn đứng lên nói: Thần túc tiên sinh, sư tôn ta đã chết trận, trước khi sư tôn tham chiến đã lệnh cho ta tới đây tìm chỗ nương tựa. Lại có một thiếu niên đế quân không người nói: Thừa tướng, Yến Hành Chi bái kiến, Ngũ Phương Đế sư tôn ta đã chết trận, trước khi sư tôn tham chiến đã lệnh cho Hành Chi đến đây đầu nhập dưới trướng của ngài. Lại có một thiếu niên đế quân không người nói: Tại hạ Ngọc Khấu, phụng di mệnh của sư tôn Thường Vân Đế tới đây nương tựa thừa tướng. Vãn bối Phó Tiệm Hồng, phụng di mệnh của sư tôn Đại Nghĩa Đế tới đây nương tựa thừa tướng. Vãn bối Thiệu Do Chi, phụng mệnh của sư tôn Miểu Xâm Đế tới đây nương tựa thừa tướng. Thiếp thân Kiều Hề, phụng di mệnh của sư tôn Diệu Âm Đế. Đám thiếu niên tài tuấn nhất nhất thông báo tính danh và sư thừa. Trung Nhạc kinh ngạc lắng nghe. Một lúc sau, 468 vị thần ma đều tự nói ra tên họ và sư môn. Trung Nhạc đột nhiên lại dài tới đất: Tinh thần địa ký vẫn chưa tiêu vong, vẫn còn lại trên người các ngươi, đà tạ các vị. Không dám. 468 vị thần ma vội vàng hoàn lễ, thanh âm chấn động cả trời cao. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 324 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chỉ như hôm qua mình đã thông báo thì ngày hôm nay 3 tập, thì đáng nhẽ mình ra 3 tập tiên hiệp. Thế nhưng mà anh em nghe xuyên không cũng ý kiến nhiều, mà mình cũng nghỉ lâu rồi. Thời gian vừa qua mình còn ra được tiên hiệp chứ xuyên không mình chẳng ra tập nào. Thì tối nay cứ tạm thời ra một tập tiên hiệp và một tập xuyên không. Tí nữa mình sẽ ra xuyên không. Còn chưa ổn định được ấy, thì mình cứ ra 3 tập một ngày, sau đó sẽ là 4 tập, 3 tiên hiệp và 1 xuyên không như cũ. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.